Mình ra đây bán được mấy ngày rồi anh? Mấy ngày rồi? 3 ngày. Ngày hôm nay nó là ngày thứ 3. Cái cây 2 tỷ là nó to hơn vậy luôn hay sao anh? Cái thân thì cũng có này nhưng mà tàn nó hơi to hơn. Tàn to hơn. Cây đó tới 120 tuổi. 120 tuổi. Cái cây 2 tỷ là 120 tuổi. Trời ơi. Tiếp theo ở đây là chợ hoa ở bên Phú Mỹ Hưng. Thì như ở những clip trước em đã có cập nhật những cây mai mà 800, 900 triệu kể cả 1 tỷ và 6 tỷ 8 ở An Giang rồi. Thì hôm nay đi qua Phú Mỹ Hưng thấy ở đây có một cái vườn mai mà phải nói là còn đẹp mê hồn nữa. Cho nên là cũng đã có hỏi cho chủ ở đây và để xin quay cho cô chú anh chị xem á. Thì bây giờ em sẽ đi vào quay cho cô chú anh chị xem rõ từng cây cây mai ở đây nha. Riêng cái cây này thôi là vừa bước vào là thấy là đẹp rồi ta, nhìn là thấy giá trị luôn rồi đó ha. Dạ cho em hỏi là mai này là ở đâu vậy ta, ở đâu lên à? Miền Tây Sa Đéc. Dạ. Mai này mình gọi là mai gì vậy anh? Mai vàng miền Tây á. Mai vàng miền Tây. Trời đẹp ghê luôn á, nở quá chừng nở luôn. Cái cây mai này giá là bao nhiêu anh ha? Tỷ tám. Còn hơn cái cây hình kia nữa. 1 tỷ 8. Dạ là bao nhiêu năm là nó mới được cái cây như này anh hả? 100 năm. 100 năm. Cái cây này là 100 năm rồi nè cô chú nè. Trời ơi. Ôi có cái gốc kìa. Là hơn mình biết bao nhiêu tuổi luôn á. 100 năm đó cô chú. Cô chú coi cái chậu nè. Trời ơi còn cái gốc cây ở đây nè. Cực kỳ to luôn á. Mà ở trên nó là rất là cao nha. Nó rất là cao mà bông với búp của nó rất là nhiều luôn. Cây này là 1 tỷ 8 rồi cô chú nè. Vườn của mình mà cái cây mà cao giá cao nhất là mấy tỷ à, như ở đây mới thì nó có khoảng 2 tỷ trở lại. 2 tỷ trở lại. Dạ. 2 tỷ trở lại. Cái cây 2 tỷ đó có ở đây không? Bán rồi. Bán rồi hả? Bán mất kia cái 2 bán hết 2 tỷ rồi. Ồ, vậy là chứng tỏ là chắc là nó đẹp hơn cây này nữa anh hả? Đây là cây tỷ 8, là ở trong này mình còn cây nào mà tầm 1 tỷ hay là trên 100 mấy không? Hai cây là tầm 1 tỷ hả anh? Cái cây này đẹp luôn á, đẹp mê hồn luôn cô chú. Ở ngoài á, ở ngoài nó rất là đẹp luôn. Ở đây là cái vườn mai của mình là tên gì vậy anh ha? Châu Sa Đéc. Châu Sa Đéc. Mình có số điện thoại không anh? Hả? Dạ anh đọc luôn đi. Nhớ số không? Dạ, dạ để cho cô chú anh chị mà mình thấy mình có muốn mua mai á thì mình có thể là gọi trực tiếp để hoặc là mình gọi rồi mình liên hệ rồi mình đến đây mình xem nha. Em thấy là ở đây mai đẹp lắm cô chú. Cái này cũng bấp quá, cũng bấp luôn nè. Để đợi em lấy cái số điện thoại rồi cô chú anh chị mình muốn mua mai hoặc là mình liên hệ cho anh Châu để mà mình mua mai nha cô chú. Để chụp lại cái cây mai. Dạ đây. Số điện thoại là 0908 925 359. Anh Châu Sa Đéc. Này là mai vàng miền Tây nha cô chú. Dạ cho em vào bên trong em quay luôn nha. Em không có làm rớt búp đâu. Dạ dạ. Dạ. Chụp cái cây này lại để lát nữa nó tối không thấy đường rồi trời, không có làm không có cho cô chú xem được. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong. Trời ơi cái gốc cây 100 năm nè cô chú. Em là chỉ mới có 30 tuổi thôi đó, cái này nó gấp 3 lần em luôn nè cô chú. Nên đây phải gọi là cụ luôn rồi cô chú ơi. Coi cái nhánh mai nè. Wow. Trời ơi, búp quá, chừng búp bông quá, chừng bông luôn. Nhìn cái chậu của nó là cái này là chắc phải cẩu chứ sao mà khiêng được ha. Cái này là phải cẩu, cần xe cẩu cẩu vô đó cô chú. Quá chừng là to luôn. Còn như cây này là 1 tỷ nè, cái cây này là 1 tỷ. Cái cây mai 2 tỷ là anh vừa bán luôn rồi cô chú, anh bán cây 2 tỷ rồi. Có cây tầm hồi nãy anh nói là tầm 4 tỷ đúng không ta? Hồi nãy là anh nói là tầm cái cây cao nhất là bao nhiêu tỷ đó cô chú. Vô đây lạc vô trong rừng mai cái tự nhiên quên luôn, cô chú quên hẳn luôn. Tại vì nó quá là đẹp. Mua cái cây này, cái gốc của nó, cái rễ của nó này.
Đúng rồi, cái mai đó là 1 tỷ. Cái này thì nó là chia ra làm mà giống như hai nhánh đó cô chú. Đó không? Cô chú này xem nè. Đẹp, cái này đẹp lắm luôn, cái gốc nó rất là to luôn mà cái tán của nó lên cao lắm cô chú, cao mà nói chung là cũng tập cả trăm năm rồi đó. Trời ơi, để mà có một trồng được một cây mai mà 100 năm như vậy đâu có đơn giản đâu cô chú ha. Rất là khó luôn á, vừa phải chăm sóc rồi à. Nói chung là cái công chăm sóc rồi trồng rồi đó nó rất là khó luôn. Nhưng cái gốc này cũng đẹp cô chú nè. Gốc này nó cũng lạ chứ cũng lâu, cái rễ của nó rất là dài luôn á. Cứng cáp lắm cô chú. Đẹp. Đẹp lắm. Đúng rồi, nó đổ nghiêng qua mà nó đứng lên đó cô chú, đẹp cực kỳ luôn. Ở trong này còn nhiều lắm, bây giờ em sẽ đi thẳng vào bên trong để quay hết cho cô chú xem cái vườn mai ở đây nha, vườn mai của anh Châu. Cái này nè, nhánh cũng nhiều ha, cái này nè, wow, cái cây này bất nhiều nè. Trời ơi, từ trên ngọn luôn á cô chú, từ trên ngọn mà nó xum xê luôn, cái búp hả nó quá chừng nhiều. Bây giờ là em cũng đã quay rất là nhiều những cây mai tiền tỷ cho cô chú anh chị xem á, nhưng mà riêng cái cây 1 tỷ 8 ở đó là thấy nó cực kỳ hoành tráng luôn ha. Búp hoa mà nói chung là rất là nhìn rất là to và rất là hoành tráng luôn. Cái gốc ở trong này còn nhiều lắm, tại em cũng tranh thủ đi quay sợ lát tối của chú anh chị xem không có rõ á. Ở đây thì cái cây này nè cô chú nè, cái cây này chắc cũng phải cả tỷ ha. Cái cây này búp nhiều mà cao nè cô chú, xem cái gốc của nó đó, giống như nhìn vào là ai mà rành mai thì nhìn vào sẽ biết là cái gốc tứ quý rồi, nói chung là nó sẽ biết được ý nghĩa của cái gốc mai á cô chú. Cái này cũng thuộc dạng là phong thủy á nha, nhiều cô chú mà mình rành chơi mai á là mai này nó cũng thuộc dạng là chơi theo kiểu phong thủy đó cô chú. Wow, cái búp nó vàng, cái đọt của nó là đụng vô cái gốc cây ở trên nó luôn, cái nhánh cây trên nó luôn rồi. Ông cô chú xem đó, đây nè, cái đây em chỉ này đó, là cái đọt đây nè, cái đọt đó là nó đụng tới nỗi mà nó còn vướng vào trong cái nhánh cây tràm luôn á, rất là cao. Đẹp, mai đây đẹp quá chừng luôn. Cái kia mà 100 năm thì chắc cái này cũng phải 60-70 năm rồi đó ha. Đúng rồi, này chứ phải lâu lắm rồi đó, 60-70 năm rồi đó. Bên này cũng vậy nè. Cây bên này đi. Cây bên này cũng cao, cây bên này nó rất là cao luôn. Cao cực kỳ cao. Ra búp cũng nhiều lắm nè. Búp ở đây cô chú này, cái này thì mới vừa hé cái búp ra thôi. Cái búp này là chưa có to luôn á. Còn bên đây là cây mai này nở nè, coi cao. Đó, cô chú anh chị xem nè. Tại vì đó là do cũng ban ngày em cũng đi quay, tranh thủ quay nha, những cảnh chợ Tết ở những cái giống như là bên Lê Văn Tám này, rồi bên Gia Định nữa, cho nên là thật sự là không có nhiều thời gian, cho nên cũng tranh thủ sắp xếp đi á. Thì tới đây thì em thấy thì cũng tranh thủ quay, sợ nhiều khi tối của chú anh chị xem không có rõ. Thì hồi nãy cái số điện thoại lúc ban đầu á là em cũng có đọc á, thì mình có muốn mua của chú anh chị, mình muốn chơi mai hoặc là mua mai á, thì mình xin liên hệ với cái số điện thoại đó nha, hoặc là mình tới trực tiếp quầy ở bên chỗ Phú Mỹ Hưng luôn. Cái này đẹp nè, cái này cao quá trời cao luôn á. Không, nhiều khi mình đi tối vậy mình thấy cái mai nó rõ hơn ha. Ban ngày là ánh nắng á chú cô chú nó chiếu vào quá, mình xem không có rõ được hết những cái hoa mai. Còn đó cô chú anh chị xem nè, nó vàng vàng là mai đã nở dày đặc luôn. Bên này cũng nói chung là em thấy mai ở đây là cao lắm, rất nhiều luôn, nhiều nữa mà rất là to. Mai này là mai vàng sao đét nè. Để em qua đây em quay cho nó cao gấp, nó cái này chắc phải cao hơn 3 mét đúng không ta? Phải cao lắm luôn á. Đó, cô chú chị xem nè. Cái bông của nó nè.
cái hoa của nó mà một vụt chùm như vậy luôn, trời đất ơi. Và còn nếu mà này mà nó nở ra nữa, cái nhánh chùm ở đây nè, quá chừng luôn. Cái nhánh thì rất là nhỏ cô chú, cái cành nhỏ xíu à, nhưng mà búp với bông á, búp với bông họ quá chừng búp luôn. Bây giờ mình đi vòng ra ngoài bên này nè, mình quay cho cô chú anh chị xem thì nó sẽ rõ. Cái này thì uống theo kiểu dạ, như ở đây thì em thấy là chủ yếu là theo dạng kiểu cây thông đó cô chú. Cái này nó tốt quá, nó nhòe luôn. Ồ, cái góc của nó cũng đẹp. Ra ngoài này quay thì cô chú anh chị xem rõ nè. Cái này búp không luôn. Bây giờ buổi tối mình nhìn thấy nó xanh xanh không luôn á cô chú. Đó cô chú anh chị xem nè, búp nè. Đó những cái mà đốm đốm xanh xanh nhỏ nhỏ là búp đó cô chú. Ôi, cây nào cây nấy hả, cái gốc của nó thì gốc to lắm, cái gốc của nó to mà rất là đẹp. Có cái cây mai mình ra ngoài để mình quay, nhiều khi cô chú anh chị xem nó rõ hơn. Đây nè, cái cây mai vàng đây nè. Trời đất ơi. Ở trong mới, tại vì mình lùng quá, mình ngước lên không có thấy được á cô chú. Đứng xa ra là quay được cô chú xem nè, một màu vàng rực luôn á. Cái này là nó nở nhiều lắm rồi mà còn búp thở dày đặc luôn. Cực kỳ đẹp. Cái mấy cây này thì búp thôi chưa có nở. Mai thì em thấy hình như em nhớ là như có mai vàng rồi nhiều loại mai lắm cô chú, cũng đâu cũng có mấy loại mai á. Mỗi mai loại thì nó sẽ có mỗi cái giống như là cái đặc trưng khác nhau. Ủa, cái cây này không có gì ngoài búp luôn. Búp quá chừng búp. Dày, cực kỳ dày luôn á. Cô chú anh chị thấy rõ không đó, những cái búp xanh xanh đó là cái xanh xanh là cái búp mai. Bên đây thì cây mai nhỏ. Đây là cây 1 tỷ rồi, đúng rồi. Cây này là 1 tỷ đó cô chú. Là ở đây là có cây 1 tỷ 8 là cao nhất. Cây 2 tỷ thì ngày hôm qua anh đã bán rồi, còn cây còn rất là nhiều loại cây mai, nhiều cây mai khủng nữa. Quá trình to, cái tán của nó to to ha, cái tán cây của nó rất là to. Nhiều khi nhìn trong hình thì cô chú thấy không rõ, nhưng mà ở ngoài cái tán cây nó rất là to. Ủa, cái này phải mai không ta? Cái này cũng là mai. Ủa, cái này không biết là cây này cây gì, nhưng mà đẹp ha. Cái này chắc bonsai quá. Cây này đẹp ghê. Cô chú anh chị đây ạ. Bây giờ là cái cây này là cái cây 1 tỷ 8, cây vàng đó là anh để trước luôn á. Là 1 tỷ 8 đó cô chú, thấy không? Vàng rực luôn mà cái gốc của nó cực kỳ to á. Còn cây này thì về kiểu nằm á cô chú. Mình nghĩ là giống như nó bị bứt cái rễ á. Nhưng mà không phải, nhiều khi là do là anh uống, người ta uống như vậy, ta tạo kiểu như vậy. Wow, bứt. Mê hồn luôn. Chừng bức luôn. Ủa, mọi năm là anh có bán ở đây không? Năm nào cũng bán. Năm nay là mình bán ở đây được mấy năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm, dạ. Thấy năm nay buôn bán so với năm ngoái có đỡ hơn không anh, hay là năm nay ế? Năm nay ế hơn hả? Dạ. Em cũng đi quay nhiều chợ thì thấy cô chú cũng than, cũng nói là năm nay không có bằng năm ngoái. Dạ. Chắc là do dịch bệnh xong á, rồi kinh tế cũng khó khăn á. Trời ơi, cái cây mai này là chắc là ai đi qua cũng phải trầm trồ đúng không anh? Rồi ghé vô chụp hình hoài luôn. Ghé chụp hình hoài luôn hả? Thiệt, em nhìn mà em còn mê nữa. Trời ơi, đẹp lắm cô chú, ở ngoài đẹp lắm. Bây giờ nó có đèn lên là sáng nè ha. Có đèn lên là sáng nè. Ở
Mình thì chỉ có một loại mai vàng hay là mình còn loại mai khác nữa không anh? Có mai vàng không? Có mai vàng không hả? Tại vì ngày hôm qua là em có đi ngang qua đây rồi, xong rồi kêu là thôi để hôm nay ghé lại hỏi thăm anh rồi xin anh quay cho cô chú xem á. Tại vì nhiều cô chú cũng thích mai rồi cũng xin anh quay. Ồ, cái gốc mai nó đã. Mình ra đây bán được mấy ngày rồi anh? Mấy ngày rồi? 3 ngày. Ngày hôm nay nó là ngày thứ 3. Cái cây 2 tỷ là nó to hơn vậy luôn hay sao anh? Cái thân thì cũng có này nhưng mà tàn nó to hơn. Tàn to hơn. Cây đó tới 120 tuổi. 120 tuổi. Cái cây 2 tỷ là 120 tuổi. Trời ơi. Trời ơi. Hơn mình biết bao nhiêu gấp mấy lần. Em năm nay mới có 30 tuổi thôi mà. Cái đó phải gọi bằng cụ mai luôn rồi anh ha. Phải gọi bằng cụ luôn rồi đó. Anh có cây nào mà hơn 120 tuổi không? Không hề. 120 tuổi là cao nhất hả? Quá đã. Ôi đẹp lắm luôn á cô chú. Để qua cho cô chú xem lần nữa cái cây này nha. Thì hồi nãy em cũng có để cái số điện thoại đó, thì cô chú anh chị mình có thể là liên hệ với anh Châu để mình xem mai, rồi có thể là mình mua mai về mình trưng nha. Tết thì mình trưng mai thì nó sẽ rất là may mắn, cũng như là vàng rực cả năm thì mình sẽ gặp được nhiều cái phú quý đó cô chú. Đó, em thấy mai nè. Em cảm ơn anh nha, chúc anh bán mau hết hàng về quê ăn Tết nha. Dạ dạ. Hôm nay cũng có luôn chú nè. Mấy chỗ này thì kế bên thì cũng bán mai nhiều lắm cô chú, mai rồi hoa. Ồ, như cây mai này là cũng nở vàng rực luôn nè. Nhưng mà mai nhỏ hơn, không có bằng mai ở bên cái chỗ anh Châu, nhưng mà rất là đẹp. Ôi, giống như đi quay buổi tối mình thấy được cái màu vàng nó đậm hơn á ha. Cô chú anh chị xem nó rõ hơn á, tại ban ngày nó có nắng á. Ôi, đây là mai của Phương Bình. Có số điện thoại đó cô chú. Số điện thoại cô chú anh chị có thể là tới đây liên hệ mình mua mai. Thì nãy giờ em cũng đã quay và cập nhật cái vườn mai mà giá là 2 tỷ rồi 1 tỷ 8 rồi 1 tỷ cho cô chú anh chị biết rồi. Thì em sẽ kết thúc video này tại đây và hẹn gặp cô chú anh chị vào những video sau. Chúc cô chú anh chị năm mới có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an, cũng như là cho em xin một like và một lượt chia sẻ, cũng như là một lượt đăng ký nha. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.